Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Văn hóa và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình tuần này có những nội dung đáng chú ý. Trong mục Muôn mặt đời sống, mời quý vị cùng theo dõi chùm phóng sự với nội dung chuyển đổi số trong dạy và học tại Yên Mỹ. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng đến với phóng sự Phụ nữ xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang chung tay gìn giữ môi trường làng quê. Trong mục Nét đẹp xứ Nhãn, mời quý vị cùng gặp gỡ nhạc công đoạt huy chương vàng trong cuộc thi nhạc cụ dân tộc toàn quốc năm 2023 được tổ chức tại Hòa Bình vừa qua. Với sự phát triển không ngừng của công nghệ, chuyển đổi số có vai trò quan trọng trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Vì thế, chuyển đổi số trong giáo dục là điều tất yếu. Vậy hoạt động này trên địa bàn huyện Yên Mỹ diễn ra như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi chùm phóng sự dưới đây. Đây là một tiết học trải nghiệm công nghệ thực tế ảo hay VR của cán bộ giáo viên và học sinh trường tiểu học thị trấn Yên Mỹ 2. Hoạt động này được Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Mỹ triển khai thí điểm từ năm học 2022-2023 cho tất cả các trường học trên địa bàn, giúp học sinh có trải nghiệm học tập chân thực hơn, có thể tham gia vào các hoạt động tương tác trực quan. Huyện Yên Mỹ là một trong những đơn vị đầu tiên tìm hiểu, tiếp cận công nghệ này trong quá trình chuyển đổi số. Em có trải nghiệm như là đi xuống biển thật ấy, với cả nó chân thật lắm ạ. Cứ cả em cứ có cảm giác như là dịch chuyển đến đấy rồi ấy. Em rất là mong muốn như là nhà trường có thêm những cái tiết học như thế này để chúng em mình trải nghiệm nhiều hơn. Tất cả giáo viên chúng tôi đều rất là mong muốn là cái công nghệ VR này sẽ được áp dụng vào trong các bài giảng để giúp mà cho tiết dạy của chúng tôi được hiệu quả hơn ạ. Tiểu học thị trấn Yên Mỹ 2 là một trong những ngôi trường tích cực chuyển đổi số. Bên cạnh nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, trường còn rất chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại. Trường đã xây dựng phòng học thực hành cho môn tin học với đầy đủ máy tính hiện đại, kết nối Internet. Các phòng học đều có máy chiếu, trang bị bảng điện tử thông minh giúp tăng sự tương tác giữa cô và trò. Đến nay là 100% các đồng chí cán bộ quản lý và giáo viên đã được cấp chứng chỉ về chuyển đổi số trong giáo dục. Nhà trường cũng đã tăng cường công tác tham mưu với lãnh đạo các cấp đầu tư kinh phí để trang bị các thiết bị công nghệ thông tin đầy đủ cho các phòng học. Đặc biệt, chúng tôi thấy là một cái bước tiến nhảy vọt trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, đó là dùng công nghệ thực tế ảo. Từ đó thì không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy. Ngành giáo dục đào tạo đã có những cái biện pháp phối hợp với các ngành liên quan, trang bị cái hệ thống đầu vào của các cái thông tin, hệ thống máy tính rồi các cái phương tiện xử lý, kết hợp với một số các cái đơn vị liên quan trang bị phương tiện để phục vụ triển khai cái thực tế ảo VR, xây dựng cái cổng thông tin với cái hệ sinh thái tên miền là yenmy.edu.vn để phục vụ cho công tác quản lý giáo dục cũng như là tổ chức các hoạt động giáo dục ở các đơn vị nhà trường. Cùng với chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại phục vụ chuyển đổi số, nhiều trường học trên địa bàn huyện Yên Mỹ còn tích cực ứng dụng số hóa trong công tác quản lý. Sau khi hoàn thiện các bước soạn bài giảng điện tử trên phần mềm, thay vì phải in giáo án ra như trước kia, cô giáo Đào Thị Ngọc Quỳnh cũng như tất cả giáo viên trường tiểu học và trung học cơ sở Nghĩa Hiệp chỉ cần thao tác đơn giản đăng tải lên một ứng dụng thống nhất chung cho toàn trường để tổ trưởng hay bộ phận chuyên môn duyệt là xong. Tôi có thể tham khảo rất là nhiều tài liệu, tham khảo các cái phương tiện học tập để sao cho cái giáo án của mình trở nên phong phú hơn và mình có thể truyền đạt được nhiều kiến thức, làm sao cho học sinh của mình trở nên hứng thú hơn với môn học. Tổ cũng rất là chủ động trong cái việc kiểm tra là giáo án là giáo viên gửi lên. Không những là tổ trưởng kiểm tra được mà tất cả ai cũng có thể vào kiểm tra được. Còn đối với cô giáo Lê Thị Hương Giang, phó hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Nghĩa Hiệp, công nghệ số đã giúp công tác quản lý chuyên môn của cô cũng như ban giám hiệu thuận lợi hơn rất nhiều. Mặc dù là một trường đông học sinh với trên 1.100 em, 46 giáo viên, nhưng ngày nào cô cũng kiểm soát được việc lên lớp, chuẩn bị bài giảng cũng như việc học tập của học sinh qua môi trường số. Đặc biệt, với phần mềm số hóa hồ sơ giấy sang hồ sơ điện tử, sử dụng chữ ký số mà nhà trường đang ứng dụng giúp cho việc giải quyết, xử lý và ký duyệt hồ sơ, giáo án của ban giám hiệu được nhanh gọn, tiện lợi và giảm bớt chi phí in ấn hơn nhiều. Chúng tôi còn có thể là xem được giáo viên của mình chuẩn bị cho cái kế hoạch bài giảng của mình bằng cái giáo án điện tử, tức là PowerPoint, và cái những cái tư liệu để phục vụ cái hoạt động dạy học bằng cái video clip. Và chúng tôi có thể quản lý được giáo viên trong cái quá trình dạy học và kiểm tra đánh giá học sinh. Ngành giáo dục đào tạo thì đã phối hợp với Cục Chứng thư số của Ban Cơ yếu Chính phủ là cấp
cái chữ ký số cho các đồng chí cán bộ quản lý ở các nhà trường, triển khai số hóa các tài liệu quản lý, số hóa các nguồn học liệu để phục vụ cho cái công tác quản lý giáo dục cũng như là cái việc khai thác các nguồn học liệu của thầy và trò trong toàn ngành. Việc tích cực đẩy mạnh chuyển đổi số, quản lý số hóa của các nhà trường trên địa bàn huyện Yên Mỹ góp phần quan trọng nâng cao chất lượng dạy và học trong thời đại 4.0 hiện nay. Với nhiều tiện ích của chuyển đổi số thì việc ứng dụng trong xây dựng bài giảng để mang đến những tiết học hay, tạo hiệu ứng tốt đối với học sinh, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học được các trường học trên địa bàn huyện Yên Mỹ tích cực áp dụng. Sôi nổi, hấp dẫn, thu hút cùng sự tham gia tương tác rất tích cực giữa cô và trò trong lớp học. Và đây chính là một tiết học ứng dụng bài giảng e-learning tại trường Mầm non Tân Lập. Con học con thấy rất là vui ạ. Từng hát, con chơi cái trò chơi vui nhộn. Với trẻ mầm non, đòi hỏi bài giảng cần phải thực sự hấp dẫn, kết hợp khéo léo giữa học và chơi, kèm theo video hình ảnh minh họa sinh động. Có như thế mới thu hút được sự tham gia của các em học sinh. Vì vậy, cô giáo Bùi Thị Kim Anh đã tích cực tìm hiểu ứng dụng công nghệ số vào bài giảng của mình, xây dựng bài giảng e-learning. Và sáng kiến này không chỉ được ứng dụng trong các tiết dạy của giáo viên nhà trường mà còn giúp cô đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học vừa qua. Thực tế tại ở lớp thì trẻ rất thích thú trong việc học, làm tăng tương tác giữa cô và trẻ, làm cho những buổi học trở nên thú vị hơn, sống động hơn. Và cách tương tác như vậy cũng sẽ làm cho trẻ nắm bắt kiến thức một cách tốt hơn. Trong năm học 2022-2023, 10 giáo viên trên 15 giáo viên đã ứng dụng cái bài giảng e-learning vào trong cái hoạt động giáo dục. Và có 8 cán bộ giáo viên đạt giải e-learning trong cuộc thi thiết kế bài giảng e-learning cấp huyện tổ chức. Và có 1 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, trong đó có cái sáng kiến là thiết kế cái bài giảng e-learning. Từ năm học 2022-2023, ngành giáo dục huyện Yên Mỹ đẩy mạnh chuyển đổi số, tích cực sử dụng bài giảng e-learning trong giảng dạy, triển khai giáo dục STEM, ứng dụng công nghệ thực tế ảo VR tại nhiều trường và cơ sở giáo dục. Trong đó, các trường đã tích cực thực hiện chuyển đổi số là tiểu học và trung học cơ sở Minh Châu, trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm, tiểu học và trung học cơ sở Nghĩa Hiệp, tiểu học thị trấn Yên Mỹ 2, mầm non Tân Lập. Hiện nay cái kho tư liệu về cái bài giảng điện tử đã được lưu trữ ở trên cái hệ sinh thái của ngành. Tiến tới về cơ bản các bài giảng là được số hóa để phục vụ cho cái nhu cầu khai thác chung của thầy và trò trong toàn ngành. Với nỗ lực cùng cách làm bài bản khoa học, ngành giáo dục và đào tạo huyện Yên Mỹ quyết tâm thực hiện được mục tiêu đặt ra trong giai đoạn 2022-2025, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa giáo dục trong thời đại 4.0. Thưa quý vị và các bạn, xã Thắng Lợi là một trong những xã đầu tiên của huyện Văn Giang đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Đây là địa phương được đánh giá cao về tiêu chí cảnh quan môi trường. Xã Thắng Lợi đã huy động sự vào cuộc của người dân cùng các ban ngành đoàn thể chung tay gìn giữ vệ sinh môi trường ở khu dân cư. Trong đó, hoạt động nổi bật nhất là các hội viên phụ nữ. Xã Thắng Lợi có tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại xử lý rác thải cao nhất huyện Văn Giang. Có khoảng 60% số gia đình thực hiện phân loại rác, vì thế đã giảm lượng rác thải ra môi trường. Hội viên phụ nữ tích cực hưởng ứng thực hiện phân loại xử lý rác thải sinh hoạt bằng chế phẩm IMO do các cấp hội phụ nữ phát động. Tiêu biểu như gia đình bà Nguyễn Thị Ba ở thôn Phù Thượng đã duy trì phân loại xử lý rác được 6 năm. Vừa thực hiện tốt trong gia đình mình, bà Ba còn tích cực tuyên truyền và hướng dẫn hàng xóm láng giềng cách phân loại xử lý rác hữu cơ. Cũng rất có lợi cho các gia đình làm là coi như là đỡ những các cái rác thải mình bỏ đi, thì mình đã có cái phân loại ra để mình xử lý vào hữu cơ. Tuyên truyền đến các chị em chi hội phụ nữ là thường xuyên phân loại và xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình. Hiện nay thì đã có 600 hộ gia đình là đăng ký để phân loại rác thải. Trước đây, tại đường dốc đê vào các thôn của xã Thắng Lợi xuống cấp nhiều rác thải. Song hiện nay, nhờ sự quan tâm đầu tư nâng cấp của chính quyền địa phương cùng sự vào cuộc của các chi hội phụ nữ trong xã đảm nhận trồng và chăm sóc hoa, cây xanh ở tuyến đường đã làm cho diện mạo các con đường chân đê, dốc đê xanh, sạch đẹp. Đều đặn mỗi tháng một lần, hội viên phụ nữ ở các thôn tổ chức dọn dẹp vệ sinh tại khu vực này. Từ khi mà xây dựng được cái đường hoa này thì nhìn chung là nhân dân Dương Hạ là cũng rất là vui mừng,
và cũng thường xuyên là làm cỏ và chăm sóc đường hoa, và cũng bảo các cháu nhỏ là không nên dẫm vào cho lo lát vườn hoa. Tại các tuyến đường trong khu dân cư, vào buổi chiều hàng ngày, nhiều hội viên phụ nữ tự nguyện dọn dẹp tại khu vực gần nhà mình để giữ đường làng luôn sạch đẹp, từ đó góp phần hình thành những tuyến đường kiểu mẫu, cứng, sáng, xanh, sạch, đẹp. Hiện nay, tất cả 9 thôn của xã Thắng Lợi đều đã đạt khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Cứ thứ bảy là dọn vệ sinh này, thế rồi là cắt cây hoa cây cảnh này, thế rồi là tỉa các cái cành cây xanh bóng mát, thế rồi là khơi thông cống rãnh ở cái khu mà nó bị hơi bị đọng nước đấy. Đảng ủy ban cũng giao cho phụ nữ xã là cũng làm nòng cốt. Thứ nhất là nòng cốt về cái việc mà phân loại xử lý rác thải tại hộ gia đình. Cái thứ hai là giao cho chăm sóc các đường hoa trong địa bàn của xã thường xuyên, là đối với hội phụ nữ xã triển khai đến các chi hội. Từ đó thì cũng góp phần rất lớn tích cực vào cái việc coi thế là cảnh quan rồi cái môi trường trên địa bàn xã. Thưa quý vị, là một nghệ sĩ trẻ của nhà hát chèo Hưng Yên lại mang trong mình niềm đam mê với cây đàn nhị. Những năm vừa qua, nghệ sĩ Trần Trung Hiếu đã có những đóng góp quan trọng trong sự thành công của nhiều vở diễn. Tại cuộc thi độc tấu, hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc năm 2023 được tổ chức tại Hòa Bình vừa qua, nghệ sĩ Trần Trung Hiếu đã xuất sắc giành giải nhất tiết mục độc tấu đàn nhị. Trong mục nét đẹp sơ nhãn hôm nay, mời quý vị cùng gặp gỡ với người nghệ sĩ tài ba này. Sau khi tốt nghiệp trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thái Bình năm 2008, anh Trần Trung Hiếu đã nhận công tác tại nhà hát chèo tỉnh Hưng Yên. Tại đây, anh tham gia ban nhạc công, phụ trách đàn nhị. Vừa ra trường, ít kinh nghiệm, lại nhận công tác xa nhà. Mới đầu, nghệ sĩ Trần Trung Hiếu đã gặp không ít những khó khăn. Tuy nhiên, bằng tình yêu, niềm say mê với cây đàn nhị, anh vẫn quyết định gắn bó với nhà hát và cống hiến cho nghệ thuật chèo. Nhà tôi ngày xưa là có truyền thống về cái nhạc cụ này, môn đàn cò, đàn nhị đấy. Tôi thì tiếp xúc từ nhỏ, tôi rất yêu cầm nhị, là yêu nó, mình trau chuốt nhìn ngắm vuốt nó như thế nào như thế nào. Nói chung về cây nhị thì nó phải khó, kéo được cái nhị mà nó kêu là khó rồi, đến nó ngọt đấy, sâu xong rồi gân bong rồi gân chìm nhiều cái đấy, mình phải có kinh nghiệm, mình học hỏi, mình đúc kết từ những cái tinh túy nhất, cái hay nhất mình áp dụng cây nhị. Hơn 15 năm gắn bó với cây đàn nhị và các vở diễn tại nhà hát chèo Hưng Yên, đến nay nghệ sĩ Trần Trung Hiếu đã trở thành một trong những nhạc công chính không thể thiếu trong dàn nhạc. Không giống như các nghệ sĩ biểu diễn trên sân khấu, anh và các nhạc công khác luôn lặng lẽ phía sau tập luyện phối nhạc và là những người góp phần tạo nên những âm thanh trầm bổng, sự nhấn nhá đầy rung động và cảm xúc trong mỗi vở diễn. Khi biểu diễn là mình không phải là người bình thường, mình có khả năng mình thăng hoa, mình đánh cái kiểu của mình chọn lọc những cái chỗ nào nó cảm giác mình thấy hay thì mình áp dụng vào cái nhị của mình. Hiện nay là em Hiếu thì cũng là một trong những đồng chí là nhạc công chính của nhà hát. Hiện nay là các cái vở diễn, các cái chương trình là em đều tham gia đảm nhiệm với một trách nhiệm rất là cao. Trong năm 2023 thì chúng tôi cũng đã tham gia cuộc thi độc tấu và hòa tấu dàn nhạc toàn quốc năm 2023, em đã đạt cái giải rất là cao, thì đó là cũng niềm vinh dự của nhà hát và của tỉnh nói chung. Dáng người mảnh khảnh, hiền lành và ít nói, nhưng với niềm say mê nhạc cụ dân tộc từ nhỏ, nghệ sĩ Trần Trung Hiếu đã cháy hết mình với tình yêu cây đàn nhị. Mỗi khi cầm đàn lên, từng âm thanh du dương chất chứa những tình cảm sâu lắng của người nghệ sĩ. Năm 2023, anh tham gia cuộc thi độc tấu, hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc cùng với hơn 1.000 nghệ sĩ đến từ 39 đoàn nghệ thuật trong toàn quốc tại Hòa Bình. Nghệ sĩ Trần Trung Hiếu đã xuất sắc giành giải nhất tiết mục độc tấu đàn nhị, làn điệu Sa Lệch Chênh, tác phẩm Thiên Duyên. Đây chính là phần thưởng xứng đáng, là sự công nhận dành cho những đóng góp thầm lặng của anh trong việc lưu giữ và phát triển thể loại âm nhạc truyền thống của nước nhà. Những hình ảnh vừa rồi đã khép lại chương trình Văn hóa và Đời sống số này của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.